Đã là trưa 30 Tết, thế nhưng những người đàn ông này vẫn quây quần với nhau quanh những con gà chọi. Trước mặt họ là công an, còn sau lưng họ là những nấm mồ. Đây là nhóm người tham gia đánh bạc trong khu nghĩa địa tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, vừa bị công an bắt giữ vào trưa ngày 24 tháng 1 năm 2020. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 9 người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền trong khu đất có nhiều nấm mộ tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 4 con gà, 12 xe máy, 8 điện thoại di động và số tiền trên 23 triệu đồng. Địa điểm đá gà này nằm sâu trong khu nghĩa địa, xung quanh có tường rào bao bọc và nhiều cây cối rậm nên việc tiếp cận và truy bắt rất khó khăn. Do đó, vào thời điểm công an ập vào kiểm tra, nhiều người đã bỏ chạy khỏi hiện trường theo nhiều hướng. Vụ việc được bàn giao cho công an huyện Long Hồ tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.